Vụ việc nữ tài xế gây tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu hiện đang được nhiều người quan tâm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh để điều tra về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Và trong vụ nữ tài xế tại Vũng Tàu lái ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn kịch khung gây tai nạn liên hoàn khiến hai người tử vong, dư luận quan tâm là người giao xe có liên lụy hay không? Đây là vụ việc khiến dư luận rất quan tâm vì nữ tài xế không có bằng lái, điều khiển xe của người khác và có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, kịch khung xử phạt hành chính. Đáng nói hơn, vụ tai nạn đã khiến hai mẹ con chết tại chỗ, nhiều người bị thương, trong đó ba người bị thương nặng đang được điều trị. Trong vụ tai nạn này, các phương tiện hư hỏng sẽ được lực lượng chức năng tiến hành định giá thiệt hại. Nếu kết quả định giá từ 1,5 tỷ đồng thì nữ tài xế đã thỏa mãn dấu hiệu phạm tội theo điểm D khoảng 3, điều 260 Bộ luật hình sự, gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng ô tô gây tai nạn do bà Thanh điều khiển không phải xe của bà. Trong trường hợp này, lực lượng chức năng sẽ làm rõ có hay không dấu hiệu phạm tội theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ của chủ sở hữu xe. Mức hình phạt ở tội này nhẹ nhất là phạt tiền 10 triệu, nặng nhất là phạt tù 7 năm. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe buýt hai tầng vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc người qua lại ngay ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip được camera hành trình ô tô đi phía sau ghi lại và vụ việc khiến nhiều người đi đường rất bức xúc và nhận được nhiều ý kiến bình luận và lượt chia sẻ. Theo đoạn clip thể hiện vào 13 giờ 29 phút ngày 28 tháng 6, xe buýt 2 tầng đang chạy trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ đường Nguyễn Thái Học đi đường Nguyễn Huệ khi đến giao lộ với đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận Nhất, lái xe cho xe rẽ phải vào đường Hàm Nghi. Tuy nhiên, camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi lại tình huống xe buýt này vượt đèn đỏ. Thời điểm này giao lộ có nhiều người qua lại. Liên quan đến clip này, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giả soát kiểm tra camera về hành vi vi phạm để có hướng xử lý. Trong tuần tới, đơn vị mời tất cả doanh nghiệp hợp tác xã xe buýt họp để yêu cầu tăng cường giám sát, chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, một chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã ở Gia Lai vừa bị lực lượng công an phát hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng làm việc. Được biết trưởng ban chỉ huy quân sự này 34 tuổi, công tác tại xã DA, huyện Mang Yang. Ngay khi phát hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự với trường hợp này. Trước đó vào ngày 27 tháng 6, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Mang Yang phát hiện người này đang có hành vi nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi làm việc nằm trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân xã DA nên tiến hành bắt giữ. Ông Thân Văn Thái, Bí thư Đảng ủy xã DA xác nhận có sự việc cơ quan công an bắt giữ người đàn ông này. Đồng thời cho biết do chưa xác định rõ mức độ tính chất vi phạm nên phía chính quyền địa phương đang chờ cơ quan công an xác minh có kết luận mới sẽ thông tin chính thức Ngày 29 tháng 6, lãnh đạo công an tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được kẻ trộm vàng và tiền với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, được cất giấu trong hai thùng đựng lúa ngoài hiên nhà của cặp vợ chồng ở phường Gành Đáng, thành phố Quy Nhơn. Bất ngờ hơn kẻ lấy trộm số tiền và vàng trên lại chính là con gái ruột của họ. Qua điều tra, cô con gái khai là trộm tiền vàng để tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 6, khi kiểm tra số tiền và vàng mà cặp vợ chồng cất giấu trong hai thùng đựng lúa để ngoài hiên nhà thì phát hiện đã bị trộm. Theo trình bày tài sản bị mất trộm gồm 600 triệu đồng tiền mặt và vàng, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Số tài sản này được cặp vợ chồng chia nhỏ, bỏ trong nhiều túi màu đen rồi cất giấu. Lần cuối họ kiểm tra tài sản vào tháng 4 năm 2023. Từ đó cho đến nay vợ chồng họ không kiểm tra lại nên chưa xác định được thời điểm bị mất trộm. Hiện trường vụ trộm cho thấy số tiền và vàng được cất giấu ngoài hiên nhà không có khóa. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, bé gái 7 tuổi ở Yên Bái đã một năm điều trị thận mạn giai đoạn cuối, sức khỏe ngày càng yếu, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng nếu không được ghép thận kịp thời. Biết thận của mình tương thích với cháu gái, bà nội 56 tuổi đã lập tức hiến tặng một quả thận giúp cho cháu gái hồi sinh sự sống. Ngày 27 tháng 5, bé gái 7 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 18 kg được hồi sinh sau khi nhận một quả thận hiến từ bà nội. Bé gái 7 tuổi tại Yên Bái được phát hiện thiểu sản thận, suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 7 2023, kèm theo đó là bệnh lý tăng huyết áp, suy tim. Các bác sĩ cho hay bệnh nhi này là một trong những trường hợp suy giảm chức năng tim trầm trọng nhất từ trước đến nay. Chức năng tim chỉ còn lại 1 phần 3 so với bình thường. Nếu không được ghép thận thì trẻ sẽ tử vong. Sau khi tiến hành kiểm tra sàng lọc, bác sĩ nhận thấy thận của bà nội là tương thích với cô cháu gái. Ngay lập tức, bà nội 56 tuổi bày tỏ quyết tâm hiến thận cứu cháu. Ngày 27 tháng 5, bác sĩ phối hợp nhịp nhàng thực hiện song song hai cuộc mổ lấy thận trái từ bà nội và ghép cho bé. Sau 5 tiếng, ca phẫu thuật tiến hành thành công. Sau khi ghép, bệnh nhi được chuyển về khoa điều trị tích cực ngoại khoa để tiếp tục hồi sức và chăm sóc đặc biệt. Sau 15 ngày, sức khỏe của trẻ đã tiến triển, tiểu tốt, các chỉ số sinh hóa về chức năng thận nội tiết trở về giới hạn bình thường. Ngày 14 tháng 6, cháu bé được ra viện, trong niềm xúc động vô bờ của gia đình và sự hạnh phúc phấn khởi của các y bác sĩ. Được biết, gia đình Bệnh Nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong hơn một năm trời nằm điều trị tại khoa thận và lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương vì căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, Bệnh Nhi đã trải qua nhiều lần cấp cứu, cơ hội sống rất mong manh. Vì điều trị gặp nhiều trở ngại khiến cho nhiều lần gia đình đã suy sụp và có ý định bỏ cuộc. Sau khi ca ghép thận thành công, bệnh nhi đã được xuất viện, gia đình vô cùng hạnh phúc khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho ca phẫu thuật. Được nhìn thấy con khỏe mạnh, được đi học vui chơi như các bạn nhỏ khác là niềm mong mỏi của gia đình bấy lâu nay. Trên sang một thông tin khác. Thưa quý vị, vào chiều ngày 28 tháng 6, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết Vườn Quốc gia Côn Đảo quyết định tạm dừng các hoạt động bơi lội, lặn xem san hô trong một số hợp phần bảo tồn biển từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024. Việc này nhằm tạo điều kiện cho hệ sinh thái dạng san hô tại Côn Đảo có thời gian phục hồi tự nhiên trở lại sau khi bị tẩy trắng. Theo đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo quyết định tạm dừng hoạt động bơi lội, lặn xem san hô tại các địa điểm như là vịnh Côn Sơn trừ vùng đệm, hòn trác lớn, hòn trác nhỏ, hòn tài, hòn thỏ, hòn bông lan, hòn bảy cạnh, hòn cao, mũi tàu bể, đầm tre, hòn trứng, bãi ông cường, bãi sạn, bãi đất Thắm, bãi bàn, ông đụng, ông câu, hòn tre nhỏ, hòn tre lớn, đầm quốc, hòn bà và hòn vung. Các địa điểm còn lại như bãi rông hòn bảy cạnh, bãi cát lớn, hòn cao, bãi trước, trạm kiểm lâm hòn tre lớn được hoạt động bơi lội, lặn xem san hô phục vụ du lịch bình thường. Tại những địa điểm này, ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo có gắn phao neo và cờ hiệu để cho phương tiện du lịch neo đậu khi tổ chức cho khách tham quan bơi lội, lặn xem san hô. Lưu ý tuyệt đối, không thả neo trên dạng san hô trong quá trình tổ chức cho khách tham quan bơi lội, lặn xem. Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra hướng dẫn và xử lý vi phạm khi các phương tiện vi phạm các quy định hiện hành về vùng bảo vệ vùng dạng